ăn liền nè. Anh ăn liền. Đừng có chơi nữa, ăn đi nè. Rồi. Được không con? Dạ. Giỏi quá. Nè, mình ăn một miếng bánh nha, rồi ăn. Anh, đừng có chơi nữa, ăn đi nè, đi làm nữa. Chơi hoài. Đưa điện thoại cho anh. Không. Đưa điện thoại đây. Em nói không, anh ăn đi kìa. Lát nó trễ giờ bây giờ. Con nít vậy, trước mặt con cái mà làm vậy. Có ngon không? Được. Ăn hết luôn nha. Dạ. Tình yêu cũng giống như một ly cappuccino, nếu biết thưởng thức thì sẽ cảm thấy nó ngọt ngào, thơm dịu. Còn nếu không biết thưởng thức thì sẽ cảm thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Đi đâu mà giờ chưa về? Gọi thì không nghe máy. Không hiểu nổi. Uống với anh một ly được không? Trời ơi, hết hồn anh làm cái gì vậy? Uống một ly nữa rồi, rồi ngưng. Xỉn nữa đó hả? Anh dậy coi. Anh dậy. Dậy cái coi. Trời ơi là trời. Dậy, đi vô phòng đi nè. Nó ra uống nữa. Trên đường về em bị đau bụng quá trời quá đất luôn á. Rồi sao nữa? Thì tự đi vô bệnh viện, bác sĩ nói em bị viêm ruột thừa cấp tính. Vậy à? Anh. Ừ? Dạo này á em ốm hôm trước á là bởi vì viêm ruột thừa, biết không? Ừ. Mày núp nè, núp nè. Mày núp nè. Làm hết hồn. Ê, ê, mày mém xíu nữa thu à. Hãy
có sao không? Hả? Em có sao không? Không. Không được không? Thôi lên anh cõng cho. Ôi không cõng đâu, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ, em ngại hả? Chứ đi quá trời người mà. Mà mệt quá, lên hả? Ôi trời ơi, ê, ê, lên rồi. Ờ anh nè. Đau quá. Em chờ chút, anh nấu xong rồi nè. Mệt. Em sao rồi? Trời ơi, mỏi lưng nè, rồi đói bụng nữa. Nè, anh nấu cháo xong rồi đây. Nhanh lên, đói quá. Cháo còn nóng, chờ chút chút, chờ chút. Con nó đòi, có phải em đòi đâu. Anh biết rồi. Anh nhìn to đây nè. Mẹ lên. Rồi rồi rồi, từ 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 từ, cho nóng, cho nóng nó, cẩn thận đó. Anh nóng quá. Rồi để anh thổi, để anh thổi. Một miếng thôi, nhanh lên để giờ có ăn cái gì đâu. Mẹ nói có nghe không My? My ngoan nè, nhai nha, không có ngậm nha. Mỗi lần ăn là cái mặt nhăn nhăn là sao hả? Con hư quá nha. Con coi này, chén cơm để giờ còn nguyên đây nè. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? My, My, lấy mẹ cái điện thoại My ơi. Mẹ. Mẹ có sao không? Rồi rồi. Con bấm số 3 cho mẹ đi. Em có sao không? Em sao vậy? Nói gì đi chứ. Em biết là anh lo cho em nhiều lắm không? Anh mà cũng biết lo cho tôi hả? Ừ. Em nói gì kỳ vậy? Anh là phải lo cho em chứ. Anh lo cho tôi? Ừ. Vậy anh coi lại đi. Bây giờ là mấy giờ? Hả? Lo cái gì mà tôi gọi từ nãy giờ không được? Bây giờ về nhà hả? Bia rượu đầy người như vậy đó hả? Cái đó gọi là lo hả? Hả? Anh bị cái gì vậy hả? Anh có coi đây là gia đình của anh nữa hay không? Còn thì anh bỏ mặt đó. Suốt ngày game, suốt ngày rượu, suốt ngày bia. Anh đối xử với tôi như vậy đó hả? Anh... Thôi cái gì? Anh quá đáng lắm. Anh đi luôn đi. Anh chết rồi, tôi chết luôn đi. Tôi không lo cho anh nữa. Quá đáng. Anh đáng lắm. Anh xin lỗi mà. Có gì? Một sự kết thúc, một sự biến đổi,
Nếu tình yêu không hạnh phúc thì hãy kết thúc và mở một lối đi riêng để chấm dứt sự đau khổ.